học viên Lê Trung Nghĩa, lớp tạp chí Liên Tâm khóa 170, báo cáo ông đã chườm ấm cho mẹ ruột đúng theo bài giảng của thầy Dư Quang Châu để giúp lọc máu. Và thật bất ngờ, chỉ mới chườm có 2 lần mà mẹ ông nói là đã bớt chứng ngứa kinh niên khắp người. Mẹ ông Nghĩa hồi trước có bị truyền máu gà vào cơ thể nên từ đó bị ngứa suốt mấy chục năm. Dù đã chữa trị đủ cách đông tây y mà chứng ngứa của bà vẫn không hết. Nay chỉ có 2 lần áp dụng liệu pháp y mau mạch thập chí Liên Tâm đã thấy khỏi phong ngứa, kết quả thật tuyệt vời. Tôi là bên Lê Trung Nghĩa, tôi là coi như là học viên của khóa mà thập chí Liên Tâm pháp 170 do thầy Dư Minh Châu giảng dạy. Cho nên thì rồi thì qua cái khóa học đó thì trong đó có phương pháp là dùng đá để chườm nóng gan đó, thì tôi cũng mua về là ấy, tôi cứ chườm cho bà già là ấy, tôi biết là ông thầy giảng là nó dùng gan để nó lọc máu, thì mình cũng muốn cho bà già lọc máu cho nó thải bớt cái chất độc trong cơ thể ra đó, nhưng mà rồi vô tình thì tôi phát hiện ra là bà già tôi và có báo là chườm gan để tự nhiên thấy không có bớt ngứa đấy, bớt ngứa rồi chườm thì bữa nay là nó khỏe mà người cơ thể thấy nó nhẹ nhàng nữa. Thì đó là một điều tôi rất mừng, và tôi mới hỏi ra là tìm biết ra nguyên do cái ngứa là hồi xưa là bà già tôi là hồi xưa có một bác sĩ quen là kiểu như bác sĩ miệt vườn đó, không mới truyền cái máu gà cho bà già tôi đó, cho nên bây giờ đi uống đủ loại thuốc hết, thuốc tây thuốc bắc thuốc gì cũng không hết đó, nhưng mà vô tình bây giờ cái chườm nóng này nó lại giải được cái độc đó ra ngoài, cho nên cái đó điều là điều rất mừng trong cái vấn đề áp dụng nguyên tại chị. Hốt đi anh em, chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.